Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư Ngày hôm nay tiếp tục chúng ta lại có một cái phiên giao dịch tích cực nữa của thị trường Thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay Ngày 18 tháng 9 năm 2024 Hiện tại điểm số của Việt Nam Index đang tạm đóng đến ở mốc là 1264,9 Thì kết thúc phiên đã tăng được là 5,95 điểm Đó, Và buổi chiều ngày hôm nay thì Index có một sự điều chỉnh nhẹ Nó So với là cái phiên sáng Phiên sáng thì kết thúc phiên là chỉ số index đóng nến ở mốc là tăng được 12 điểm nhưng mà hiện tại kết thúc phiên rồi và buổi chiều với hai cái cây nến điều chỉnh trong khung đồ thị giờ thì đóng nến thì index vẫn chỉ có tăng được là 5,95 điểm thôi nhưng đó vẫn là một cái phiên tích cực bởi thời gian hiện tại cụ thể là phiên ngày hôm nay tiếp nối được cái đà tích cực của phiên ngày hôm qua ngày hôm qua làm cái phiên tích cực của thị trường khi nó việt nam index là một cái mặt cây tăng điểm vào buổi chiều thì tiếp tục cái sự tích cực đó thì sáng ngày hôm nay nó duy trì tiếp theo cái sự tích cực thì index lại tiếp tục là có một cái phiên phục hồi nữa nhưng tuy nhiên vào buổi chiều anh chị thì index lại có một sự điều chỉnh nhẹ đó và trong cái khung đồ thị giờ thì vào chiều ngày hôm nay index nó vượt qua được cái à, vùng cản là 1263 đó. và chiều ngày hôm nay nó có xu hướng quay trở về test và ngày chiều ngày hôm nay đã coi như vậy là đã test thành công và à, rút chân đóng đến ở mốc là 1264 rồi. Thì với cái trạng thái hiện tại, à, thì index khi lấy lại được cái hỗ trợ trong khu H1 thì ngày mai sẽ có rất là nhiều những cái tích cực và có thể sẽ tiếp tục cho anh chị mình à, những cái phiên giao dịch tích cực nữa. Và với cái đóng đến ngày hôm nay tăng được là gần 6 điểm và mốc thanh khoản bắt đầu đi vào à, ngưỡng đó là à, thật tích cực rồi. Cụ thể ngày hôm nay là mức mốc thanh khoản là hơn 18.000 tỷ, cụ thể là 18.546 tỷ. Và nhìn về phía nhà đầu tư nước ngoài với tỷ trọng mua dòng đó là hơn 300 tỷ, cụ thể là 312,27 tỷ. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục một cái phiên mua dòng nữa của nhà đầu tư nước ngoài. Và nhìn về điểm số của cả ba sàn chứng khoán Việt Nam từ cơ sở đến viên 30 và phái sinh. Thì cả ba sàn kết thúc phiên đều giữ được sắc xanh tích cực. Nó tăng nhiều nhất thì là VN30 tăng được là 7,29 điểm. Tiếp theo đó là bên phái sinh tăng được 6,1 điểm. Và cuối cùng là bên nhóm cơ sở thì index tăng được là 5,95 điểm. Nhìn về chiều biến động của thị trường. đó Hiện tại kết thúc phiên thì uh, thị trường đang có 231 mã tăng, 148 mã giảm và 87 mã mốc tham chiếu. Tác động đến cái sự tích cực của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì đến từ những mã như là Ngân hàng Công Thương, Vietcombank, FPT, HVN, mvkg, BID, Techcombank và SSI là những cái mã cổ phiếu và thuộc những nhóm ngành đó là nhóm ngành uh, banh, nhóm ngành chứng khoán và bên bán lẻ đó là tác động rất là tích cực đến cái điểm số của thị trường ở chiều ngược lại tác động đến cái sự rung lắc đó, vào buổi chiều ngày hôm nay thì lại đã có cái nhịp uh, điều chỉnh so với phiên sáng thì cái tác động cái sự rung uh, lắc này đến từ những cái mã cổ phiếu là thép hòa phát, vich, vre, sab, vinhome, kdh VCG và NAB. Thì những cái nhóm cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup thì buổi sáng ngày hôm nay bên nhóm Vingroup kéo điểm rất là tích cực nhưng chiều ngày hôm nay lại quay ngược trở lại. Nó lại tác động đến cái chiều rung lắc của điểm số thị trường. Nhìn về nhà đầu tư nước ngoài, kết thúc phiên thì với tỷ trọng mà mua dòng lên tới là hơn 312 tỷ thì ngày hôm nay lại tiếp tục một cái phiên nữa là nhà đầu tư nước ngoài họ họ mua vào nhiều. Nhưng tuy nhiên cái tỷ trọng so với ngày hôm qua là vẫn ít hơn một chút nhưng cho thấy rằng là ba phiên gần đây cụ thể ngày 16, 17 và ngày hôm nay nữa là những cái phiên mà nhà đầu tư nước ngoài họ có xu hướng mua vào. Nó tích cực hơn thời gian trước rồi. Và ngày hôm nay những mã cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài họ tập trung mua vào nhiều đó là SSI, chứng chỉ quỹ FPT, Techcombank, TVBank, STB, Vietcombank, Vinamilk, HVN, VinHome và GMD. Và à, còn rất là nhiều mã cổ phiếu nữa nhưng tuy nhiên tỷ trọng tập trung mạnh nhất ở hai mã cái mã chứng khoán đó là SSI và FPT. Bên cạnh đó còn là chứng chỉ quỹ và ở cái chiều bán ra thì nhà đầu tư nước ngoài họ tập trung bán ra nhiều ở mã thép Hòa Phát, KDH, Vpbank và CTG. Bên cạnh đó có VGC nữa. Nhưng tỷ trọng bán ra mạnh nhất đó là HPG, sau đó đến là KDH. Về tương quan những cái mã cổ phiếu và tỷ trọng những mã cổ phiếu mà họ bán ra so với mua vào là ít hơn. Thì chính vì vậy mà ngày hôm nay tiếp tục một phiên là mua dòng của nhà đầu tư nước ngoài với tỷ trọng là hơn 312 tỷ. Nhìn về chiều biến động của các nhóm ngành nghề sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì với 10 nhóm ngành nghề khác nhau đó thì 9 ngành giữ được sắc xanh và duy nhất chỉ có nhóm vật liệu cơ bản là bị giảm nhẹ đó là bị giảm là 0,17%. Về uh, chiều biến động của những cái mã cổ phiếu đạt tổng khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường đứng đầu đó là mã cổ phiếu HCM với tổng khối lượng giao dịch là hơn 29 triệu 500 nghìn cổ thì HCM kết thúc phiên tăng được 3,97%. Tiếp theo là SSI tăng được 2,14% với tổng khối lượng giao dịch là hơn 28 triệu 100 nghìn cổ. Tiếp theo nữa là VPBank. VPBank ngày hôm nay à, kết thúc phiên vẫn quanh mốc tham chiếu và đạt tổng khối lượng giao dịch là hơn 22 triệu cổ phiếu. thì đó là ba mã cổ phiếu đạt tổng khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường. thì có hai mã tăng xanh và một mã ở mốc tham chiếu. Và tiếp theo mời quý anh chị chúng ta cùng uh, căn cứ vào cái điểm số của index ngày hôm nay. Đó. Và dựa vào cái góc nhìn phân tích kỹ thuật em sẽ uh, chia sẻ đến quý anh chị mình những cái kịch bản và những xu hướng thị trường sắp tới. Thì từ đó quý anh chị mình có thể là có thêm những góc nhìn về thị trường, có thêm những chiến lược phù hợp để tham gia đầu tư với thị trường chứng khoán trong uh, thời gian sắp tới. Nhìn về khung đồ thị ngày thì kết thúc phiên ngày hôm nay với cái mốc đóng đến hiện tại đang là 1264,9. Thì Việt Nam Index vẫn cho thấy được rằng là một phiên uh, giao dịch tích cực của thị trường Tuy rằng là ngày hôm nay cái sự rung lắc đã xảy ra Thì vẫn như cái thời gian trước anh chị Em cũng đã là là chia sẻ với anh chị mình đó là từ cái mốc 1270 trở lên Thì Index bắt đầu gặp cái sự rung lắc à, rất là lớn Thì ngày hôm nay Việt Nam Index tăng lên được cái mốc cao nhất là 1271 Nó sắp xỉ là 272 Ở cái mốc này thì Việt Nam Index ngày hôm nay nó đã quay trở lại Gần như là chinh phục lấy lại toàn bộ cái số điểm của cái phiên ngày mùng 10 tháng 9 bị chiết khấu bắt đầu từ vùng đó. Có nghĩa rằng là một tuần bị điều chỉnh điểm thì index với hai phiên ngày hôm qua và ngày hôm nay gần như đã lấy lại toàn bộ số điểm đó rồi. Thì trong khung ngày đang cho thấy một cái sự phục hồi tích cực của Việt Nam Index. Đó thì vẫn như là em chia sẻ đó là gì? Vẫn chỉ là hai phiên phục hồi đây anh chị. Còn nếu như mà để đánh giá Index nó vào cái tiếp tục được cái xu hướng tăng và có thể gọi là những cái phiên tăng điểm của Index thì Việt Nam Index phải lấy được cái vùng giá là à, Vùng điểm là 1280 Thì từ cái vùng đó trở lên Index nó mới được uh, uh, Được uh, là, là 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 Đánh giá được là những cái phiên Mà gọi là tăng điểm Chứ còn khi mà Chưa lấy được cái vùng uh, 1280 Đặc biệt là từ 1280 trở xuống Thì vẫn là chỉ những phiên phục hồi thôi anh chị Đúng không ạ? Bởi vì từ cái mốc 1280 này anh chị mình thấy rằng là gì? Là đa phần Là Index nó luôn luôn là bị À, điều chỉnh và rung lắc Đó Về thời gian trước nữa Thì anh chị mình thấy rằng là Đa phần là những cây nến bị bán Là là những cái phiên giảm điểm của thị trường Thì nếu bắt đầu Từ cái vùng 1280 trở lên Index tăng điểm thì đó Nó mới gọi là những cái phiên tăng điểm của thị trường Còn dưới 1280 Thì tất cả đều được coi chỉ là Những cái phiên phục hồi thôi anh chị Và Trong khung đồ thị nhỏ hơn Đó là khung đồ thị H1 Thì chúng ta nhìn rõ hơn nữa Để biết rằng là trong cái phiên giao dịch ngày mai Thì ngày mai là thứ năm Đó đã là đến cái à, Thời gian là đáo hạn phải sinh Thì có thể là thị trường Là có à, một chút gì đó rung lắc Nhưng tuy nhiên Cũng có thể là Là không rung lắc anh chị Thì chiều ngày hôm nay Cái sự điều chỉnh của thị trường So với phiên buổi sáng là nó rõ rệt hơn Khi trong phiên buổi sáng Thì trong khung đồ thị H1 Việt Nam Index lấy được cái vùng điểm Là 1260A Đó là cái vùng điểm à, Là cái cảng ở Trong khung H1 của Index Thì vào phiên chiều anh chị Vào phiên chiều khi mà Vietnam Index kéo lên được cái vùng là 1271 đó và ở cái vùng này đã xảy ra một cái sự rung lắc và Vietnam Index có xu hướng quay trở về test lại cái hỗ trợ đó là quanh cái vùng 1263 anh chị và với cái xu hướng hiện tại thì Vietnam Index vẫn đang giữ được cái hỗ trợ là ở cái mốc 1263 1264 ở trong khung đồ thị H1 và với cái trạng thái là giữ được hỗ trợ như vậy thì vào sáng ngày mai trong dựa theo cái trạng thái không đồ thị H1 thì index vẫn còn khả năng tăng điểm ngay trong phiên sáng ngày mai chị nhé Và để nhìn rõ hơn nữa thì trong khung đồ thị 15 phút cho thấy trạng thái của Vietnam Index chiều ngày hôm nay có một cái sự điều chỉnh điểm. Nhưng tuy nhiên cái sự điều chỉnh này nó cũng là một cái việc là quay trở về test lại cái hỗ trợ trong khung đồ thị H1 thôi. Và với cái trạng thái hiện tại thì Vietnam Index vào sáng ngày mai với cái trạng thái tích lũy trong phiên chiều nay rồi là cái biên dao động rất là hẹp từ 1264 là thấp nhất và 1267 có nghĩa là vùng 3 điểm thì sáng ngày mai với cái biên độ đi ngang thì khả năng Index trong khu đô thị 15 phút lại tiếp tục sẽ có những cái sự uh, sự uh, bứt phá một là tăng lại có thể là quay lại cái cái đỉnh cũ cao nhất là của ngày hôm nay là 1271 Hai là có thể là điều chỉnh nhưng tuy nhiên điều chỉnh ngày mai thì theo cái góc nhìn của em đó cho dù điều chỉnh chăng nữa quay cái việc một cái quanh cái vùng 1262 1263 thôi vì thì ở cái vùng này nó vẫn là cái hỗ trợ của điểm số Việt Nam Index anh chị nhé đó và với cái phiên giao dịch ngày hôm nay là phiên giao dịch thứ hai tích cực của thị trường rồi thì tiếp tục là một cái đà hồi phục tuy rằng là từ cái mốc là 1265 trở lên thì Việt Nam Index đang rung lắc nó đã gặp một cái sự rung lắc thì cái sự rung lắc này nó đến từ những cái chiến lược đầu tư Đó là gì tất cả những cái mã cổ phiếu mà anh chị nhà đầu tư chúng ta đã tham gia à, Bắt ở cái vùng mà 1945 Thì ngày hôm nay nó cũng là đúng vào cái nhịp là hàng T cộng về Thì nhà đầu tư họ có, xu xuống là chốt lãi Bên cạnh đó đã có một phần lượng hàng Khi nhà đầu tư là thị trường có hồi phục quay trở lại cái vùng giá là một từ 1260 trở lên Thì nhà đầu tư khi họ tham gia những mã cổ phiếu ở vùng này Thì thị trường quay trở lại những mã cổ phiếu đó quay về giá vốn cho nên nhà đầu tư họ có xu hướng đó là hạ tỷ trọng đồng thời là có thể là cơ cấu qua cái mã cổ phiếu khác hoặc là bán hết để thu sức mua về thì chính vì vậy mà nó tạo nên sự rung lắc và cái áp lực tạo nên cái dâu nến và đặc biệt là phiên buổi chiều ngày hôm nay. Thì với cái trạng thái hiện tại thị trường, ngày hôm nay em cũng xin giới thiệu với quý chị mình là ba mã cổ phiếu sắp tới đây là chúng ta có thể là canh có những điểm mua phù hợp. Mã cổ phiếu thứ nhất đó là mã cổ phiếu HCM. Thì kết thúc phiên ngày hôm nay, HCM hiện tại đang đóng nến ở mốc là 30.15. Thì với mốc đóng nến này ngày hôm nay, HCM khi kéo lên cái vùng điểm cao nhất là 30.8 thì gặp một cái sự rung lắc, có nghĩa là áp lực bán ở cái vùng này. Bởi vì ngày hôm nay là một cái phiên à, vượt qua được cái biên trên cái biên trên của HCM là cái vùng 29.8 thì HCM đã vượt qua và đồng đến thành công rồi tuy rằng gặp một chút áp lực cái áp lực này thì cũng rất là dễ hiểu thôi anh chị thì chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị tháng nhé thì cái vùng giá là là 30.8 ngày hôm nay thì HCM đã quay trở lại cái vùng là đỉnh cũ cái đỉnh lịch sử của HCM rồi vào tháng 11 năm 21 và tháng 12 năm 21 thì chính vì vậy khi nó quay về cái đỉnh cũ thì nó gặp áp lực đó là đương nhiên và tuy rằng áp lực như vậy Nhưng mà trong ngắn hạn Khi HCM vượt qua là vùng biên trên Đóng nến thành công Là một trạng thái cực kỳ là tích cực anh chị Và thời gian tới Anh chị em mình mà đã chưa Ai chưa nắm bắt được cái mã HCM Hoặc chưa chưa mua HCM Thì giờ, thời gian tới anh chị mình có thể canh mua Khi HCM nó có xuống nó quay trở lại Test cái biên trên là cái vùng 29.8 Đó quanh vùng đó 29.8 29.9 thì anh chị mình có thể là mở mua HCM ở cái vùng giá này và canh chốt HCM anh chị canh chốt chốt HCM là ở cái vùng giá là 32 anh chị nhé đó là mã cổ phiếu HCM và nếu như chúng uh, chúng ta tham gia mã cổ phiếu quanh cái vùng là 29.8 29.9 đó thì khi HCM mất đi cái vùng giá này anh chị mình canh chốt lãi à xin lỗi canh cắt lỗ ở cái vùng là uh, khi uh, HCM nó mất đi cái vùng giá 29 về dùng dưới là 28.9 thì anh chị mình cắt lỗ đó, cắt lỗ ở trong khoảng à là 2,5 cho đến 3%. Nhưng mà tuy nhiên nếu như mà HCM nó lên được vùng giá 32. Đó, lên được vùng giá 32 anh chị. Mà anh chị mình à, mua ở cái vùng giá là 29.8 nhá. Đúng không ạ? 29.8 mà chúng ta chốt được vùng giá là 32. Ok chưa ạ? Thì với biên lợi nhuận đó là 7%, 7,4% chính xác là 7,4% anh chị. Mà khi mà cắt lỗ thì anh chị mình cắt lỗ từ 2,5 cho đến 3% thôi như vậy là tính về cái biên lợi nhuận và cái cái vùng cái phần mà anh chị mình cắt lỗ thì như vậy là biên lợi nhuận nó vẫn khá rất là nhiều và như vậy là chúng ta cũng có thể là kỳ vọng là ở trong một cái nhịp ngắn hạn HCM hoàn toàn là có thể cho chúng ta một cái vị thế tốt đồng thời là cái chiến lược đầu tư T cộng nó phù hợp anh chị nhé và mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu PHR đó cao su phước hòa thì ngày hôm nay ngày hôm nay thì PHR đã có một cái cây phục hồi rất là tốt đó và quay lại chinh phục hai cái cản ở bên trên, đầu đó là một cái cản ở cái vùng 59.2 và cản tiếp theo là 59.3 và kết thúc phiên ngày hôm nay thì PHR hiện tại đang đóng đến đúng ở vùng cản là 59.3 luôn và cái cản đầu tiên là 59.2 thì PHR đã à, đã vượt qua rồi và ngày mai ngày mai thì chúng ta chờ vào cái sự tích cực tiếp theo của PHR khi mà PHR lấy được cái vùng là từ 59.4 trở lên thì đó là cái vùng an toàn nhất của PSR và cũng chính là nó lấy được hai cái hỗ trợ này rồi và đồng thời khi mà nó lấy được hai cái hỗ trợ này thì cái vùng 59.4 cũng là chính là cái vùng biên dưới của PSR và anh chị mình tham gia mã cổ phiếu PSR này thì ở cái vùng giá là 59.4 thì anh chị mình canh chốt lãi PSR đó ở à, target thứ nhất là 62.7 với biên lợi nhuận là 5,5% đó thì chúng ta chốt 50% tiếp theo nữa anh chị mình canh chốt ở cái target tiếp theo đó là 64.6 với cái biên lợi nhuận là 8,7% đó với PHR và anh chị mình à, xử lý khi PHR nó mất đi cái vùng giá là 58.5 mà về 58.4 thì anh chị mình cắt lỗ đó, ok dạ, chúng mua 59.4 và cắt lỗ ở 58.4 đó thì chúng ta cắt lỗ là khoảng độ 1,7% anh chị nhé đó. thì căn cứ vào cái biên lợi nhuận và cũng như là À, khi mà nó vi phạm cái vùng cắt lỗ thì chúng ta xử lý thì à, tương quan giữa cái lợi nhuận và cái phần cắt lỗ thì như vậy là với cái biên lợi nhuận khá là là tối ưu như vậy thì anh chị mình có thể thời gian tới canh mua mã cổ phiếu PHR khi nó cho cái điểm mua đó là 59.4 anh chị nhé mã cổ phiếu thứ ba đó là mã cổ phiếu đạm cà mau anh chị đó cũng là một cái mã cổ phiếu cực kỳ là với trạng thái cực kỳ là tích cực thì thời gian tới đây anh chị mình có thể canh mua và với cái mốc đồng đến hiện tại của Đạm Cà Mau đang là 37.8 của ngày hôm nay Thì với cái mốc đồng đến hiện tại này mặc dù Đạm Cà Mau chưa lấy lại được Cái vùng hỗ trợ là cái vùng 37.95, vùng 38 Nhưng tuy nhiên thời gian tới Đạm Cà Mau mà vượt lên được cái vùng từ 38 cho đến 38.1 Thì đó chính là cái vùng mà anh chị mình có thể mở mua Đạm Cà Mau Bởi vì cái vùng này thì Đạm Cà Mau đã vượt lên và lấy được cái vùng là 38 đó, là cái hỗ trợ trong ngắn hạn của Đạm Cà Mau rồi Thì anh chị mình tham gia cái vùng này Đó Thì Chúng ta canh chốt lãi Đạm Cà Mau Đó Lên cái vùng là 41.6 anh chị nhé Chúng ta chốt lãi Đạm Cà Mau Với biên lợi nhuận là 9.4% Đó Hoặc anh chị mình có thể canh chốt lãi Ở cái tác cách thứ nhất Khi Đạm Cà Mau lên được vùng giá là 40.1 Thì chúng ta chốt lãi với cái biên lợi nhuận là 5.45% đã Sau đó chúng ta canh tiếp lên Cái vùng là 41.6% chúng ta chốt tiếp Đây, anh chị nhé và ở cái vùng này anh chị mình tham gia khi mà đạm cà mau nó mất đi cái vùng giá là 38 nó quay xuống cái vùng là 37.5 thì anh chị mình là cắt lỗ thì chúng ta xử lý cắt lỗ với cái cái phần là âm tài khoản là 1,5 phần thì chúng ta xử lý cắt lỗ cái mã cổ phiếu này Đó, Tuy nhiên rằng là so với cái biên lợi nhuận <laughs> thì cái vùng cắt lỗ nó rất là nhỏ thôi và tương quan giữa cái lợi nhuận và vùng phải xử lý cắt lỗ thì à, với cái biên lợi nhuận như vậy thì cũng hoàn toàn là rất là hợp lý để anh chị mình thời gian tới có thể là là canh mua mã Đạm Cà Mau ở quanh vùng giá là từ 38 cho đến 38.1 anh chị nhé Thì đó là những cái mã cổ phiếu và uh, tổng quan thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, với ba mã cổ phiếu là HCM, PSR và Đạm Cà Mau thì thời gian tới anh chị mình theo đúng cái tín hiệu cũng như là là những chia sẻ của em uh, dựa vào góc nhìn phân tích kỹ thuật thì cũng uh, đưa ra cho quý chị mình những cái uh, chiến lược để tham gia đầu tư từ HCM, từ PHR cho đến đạm cà mau, thì anh chị mình có thể là cân nhắc đó canh mở mua thì tham gia ba mã cổ phiếu này trong một nhịp t cộng anh chị nhé. thì cảm ơn quý anh chị đã cùng tham gia xem video của em ngày hôm nay và quý anh chị mình à, cảm thấy à, cái cách phân tích, cách nhận định của em nó phù hợp và dễ hiểu thì quý anh chị mình hãy tặng cho em những nút like và một nút chia sẻ, một nút đăng ký đăng ký kênh để chúng ta cùng đồng hành với nhau trong những video tiếp theo và em sẽ chia sẻ tiếp tục những cái mã cổ phiếu tiềm năng đến quý chị mình cũng như là cập nhật tình hình thị trường hiện tại và sẽ đưa ra được những cái xu hướng dựa vào góc phân tích kỹ thuật là nhận định thị trường và có thể nó đưa ra những cái xu hướng mà thị trường thời gian tới nó có thể là là đi theo chiều hướng nào thì để chị em mình anh chị em mình có thêm những góc nhìn có thêm những chiến lược để chúng ta luôn luôn là chủ động trong tất cả những mọi tình huống của uh, thị trường anh chị nhé. À, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem video. Quý anh chị mình đừng quên là nhấn nút like, một nút share và nút subscribe cho kênh nhé.